Rồi, xin chào mọi người nha, lại là mình đây. Mình mới bị bơm một con hàng có 700 ngàn thôi mọi người. Đấy, cây tới thì shipper gọi nó là mẹ bệnh, con bệnh gì phải đi bệnh viện á. Giờ điện thấy bình thường lắm, nhưng mà nói là không có đặt cây. Thấy anh em có thích cây này thì alo mình nha. Rồi, cảm ơn anh em nha.